Các bạn vào rừng mùa thu thì chắc không ít lần bắt gặp một cây nấm màu đỏ có chấm trắng bên trên. Màu rất đẹp và nổi bật giữa những tán lá xanh, lá vàng của mùa thu hay quanh những gốc cây thông. Loại nấm này có tên khoa học là Amanita muscaria hay tên gọi phổ biến là fly agaric. Loại nấm này khá phổ biến ở nhiều nước, trong đó có Việt Nam. Theo truyền thuyết của phương Tây, thì tuần lộc của ông già Noel nhờ ăn loại nấm này mà có magic có thể bay lên được. Bạn cũng rất hay bắt gặp cây nấm này trong các bộ phim hoạt hình của trẻ em, chẳng hạn như Xì Chung. Đối với trẻ em phương Tây thì có lẽ đây là cây nấm trong tưởng tượng của các em nhiều nhất. Về đặc điểm nhận dạng, mũ nấm màu đỏ đậm đôi khi bị phai thành màu cam và có đốm trắng bên trên. Các bạn cần lưu ý, đôi khi sau cơn mưa thì các đốm trắng này có thể bị phai mất. Vảy nấm, phần kiêu đều, dày và màu trắng. Thân nấm trắng và khá là xốp. Gốc đặc biệt quan trọng của họ nấm Amanita là có trứng ở gốc. Là một quả oval, ban đầu nấm sẽ là từ một quả trứng, rồi to dần lên ra khỏi trứng. Quả trứng này sẽ vẫn nằm ở dưới gốc đến khi trưởng thành. Amanita có rất nhiều loại nấm độc. Chính vì vậy, khi hái nấm, nhất là lúc các bạn chưa quen với việc xác định Amanita, thì tốt nhất là đào hết tất cả các bộ phận của cây nấm lên để nhìn vào gốc. Đặc điểm cuối cùng của Amanita muscaria đó là khi cắt nấm ra thì hoàn toàn là không chuyển màu và luôn có màu trắng. Cây nấm này độc mà cũng có thể không độc, có thể dùng làm thuốc. Độc nếu ăn thông thường, không qua chế biến xử lý đúng cách, chất độc mạnh có thể phá hủy nội tạng dẫn đến tử vong. Nhưng nếu chế biến đúng cách thì có thể ăn an toàn. Tuy nhiên, mình sẽ không chia sẻ cách chế biến ở đây bởi mình không khuyên ai ăn thử loại nấm này. Chất độc của cây nấm này quá mạnh, độ rủi ro rất cao. Ngoài ra, cây nấm này còn được dùng làm thuốc lưu truyền ở nhiều nước Đông Âu. Cách dễ nhất là dùng để ngâm cùng rượu mạnh, sau đó dùng rượu xoa bóp bên ngoài. Các bạn cần chú ý là chỉ xoa bóp bên ngoài da với lượng nhỏ và không bao giờ được uống. Có tác dụng để chữa đau vai cổ